Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bado Official ha. Thì ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị về và các bạn về cái cách để chúng ta làm thế nào là sau khi in một cái thư mời ra, chúng ta làm hoàn thiện một cái thư mời cho khách hàng. Thì các anh chị cũng có thể là biết thư mời thì thông thường á, thì ở đây mình hay sử dụng giấy in ảnh 230 chúng ta sẽ in. Thì thư mời nó có nhiều dạng, nhưng đây là mình đây có cái thư mời à, tức là đây là thư mời à, thư mời này thì nó có khổ A5, khổ A5 à, tuy nhiên khi mà để mà chúng ta in thư mời á, thì các anh chị ngồi thiết kế rồi, thì chúng ta sau khi in hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ cắn một cái lần giữa để khi chúng ta gấp lại như thế này thì nó sẽ không có bị gãy cái nếp à. Đối với tất cả các anh chị mà in giấy càng dày, mà nếu các anh chị không có cắn một cái lằn giữa như thế này á, thì nó sẽ in ra chỗ cái gáy này, nó sẽ bị gãy và nó bị sừ, nó không có đẹp à. Đây là cái thư mời này là chưa cắn, là các anh chị thấy cái lằn nó không có đẹp đâu à. Do đó là mình sẽ sau khi in xong cái này, in xong cái thư mời này, thì với độ trên cái giấy 2 định lượng 20 thì mình sẽ sử dụng cắn một cái đường giữa này. Và để làm cái gì để chúng ta cắn được, thì đối với ở mình á, ở đây thì đa số là sử dụng in giấy mời ở số lượng ít thôi, có khoảng mấy trăm tờ ha, khoảng cho cao lắm luôn là 500 tờ đổ lại. Thì đây là một số lượng ít chứ nó thực ra nó cũng không có nhiều. Mà nếu chúng ta là bỏ tiền ra chúng ta để mua một cái máy cấn á, thì nó sẽ đội chi phí lên ha, rất là nhiều ha. Khoảng 4 đến 5 triệu. Mà không phải là mình cấn thường xuyên, lâu lâu mình mới cấn. Cái này là cấn lằn chứ không phải là mình gọi là cái máy đục răng cưa, cấn răng cưa. Do đó là lâu lâu lắm, ví dụ như có cái đợt đại hội thì người ta mới làm, hoặc là những cái đợt người ta hội nghị gì đó thì người ta mới đặt mình ta làm. Thì do đó mình sẽ làm những cái cách thủ công để mình giảm cái chi phí. Thì ở đây mình hôm nay mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn và các anh chị về cái cách mà mình sẽ làm một cái dụng cụ để chúng ta bế thủ công, cho bế cấn thủ công để chúng ta làm ở số lượng ít, giống như bị thư mình đang làm ha. Đây là thành viên mới của mình, đây là cái ghế thôi, đây là cái ghế. Nhưng mà các bạn biết không, cái ghế này á, là nó sẽ phục vụ tốt cho tất cả các anh chị. Đối với các anh chị mà đang, nếu mà sử dụng thêm cái dịch vụ mà các anh chị chụp và sách á, thì các anh chị sẽ dùng cái ghế này chúng ta ngồi, thì nó cũng vừa vặn với lại cái máy photo chúng ta, và chúng ta sẽ chụp, chúng ta sẽ không có còn đứng nữa, chúng ta sẽ ngồi lên đó chúng ta chụp rồi đỡ cho nó mỏi chân. Thì cái ghế này nó có cái cạnh nữa, nó có cái cạnh như đây, nhưng mà mình về mình lấy cái cưa mình cắt cái cạnh đi, cái khung lên bỏ đi thì nó như thế này. Hoặc là các anh chị có thể mua cái ghế này không có gì hết đó, để chúng ta ngồi chúng ta chụp, chứ trong quá trình chúng ta chụp nó rất là mỏi chân và chúng ta sẽ đứng lâu đó. Nếu mà các anh chị làm nghề lâu đó, mà các anh chị không có ghế ngồi thì các anh chị sẽ bị hai cái đầu gối nè. À, thứ nhất hay bị hai là gối, thứ hai là cái bệnh giãn tĩnh mạch đầu gối ấy. Thì do đó là các anh chị nên cũng có thêm mua cái này. Mua ghế này thì mua ghế cũ thôi, mình mua lại khoảng 200.000, mua lại của người bạn không sử dụng nữa. Rồi bây giờ quay lại chủ đề chính, bây giờ mình sẽ chia sẻ tất cả các bạn về cái cách mà mình để làm một cái khuôn cắn lằn giữa cho cái tờ giấy mời này nha. Đây bây giờ các anh chị thấy là ở đây mình có một cái viết đá hoa cương. Thì có thể các anh chị có thể là tận dụng cái loại nào cũng được, hay mà mặt phẳng được, mặt phẳng là được ha, kể cả miếng gỗ hay là miếng gạch gì đó thì chúng ta làm. Thì ở đây các bạn anh chí là đây mình sử dụng cái tấm PVC, tấm nhựa PVC, tấm nhựa để in thẻ nhựa đó, mà cái này mình không sử dụng nữa, nó đang biến màu ha. Thì ở đây mình sẽ, các anh chị khi mà các anh chị làm thì các anh chị đây cắn lần, thì mình chúng ta sẽ coi thử cái lần mà chúng ta cấn á, thì nó sẽ nằm ở đâu, thì mình sẽ đo ha, mình sẽ đo từ cái mép cạnh này nè, chúng ta đo qua, thì khi đó là tới cái vị trí mà chúng ta cần cấn một cái lần á, thì chúng ta sẽ đặt cái miếng này vào, và sau đó chúng ta sẽ gấp, chúng ta vuốt cạnh này nè, chúng ta sẽ gấp và chúng ta sẽ dùng băng keo hai mặt chúng ta dán. Đây là mình sẽ dán lại băng keo hai mặt nè. Thì khi á, mà các anh chị cấn thì các anh chị bỏ vào ha, bỏ tờ giấy vào như thế này ha, chúng ta bỏ sát khai đạo vào, chúng ta ập xuống là vậy, thì chúng ta đã có một cái đường lằn ha, đường lằn để chúng ta dập nó. Thì về cái cách dập á, thì mình đây nè, mình hay sử dụng, thứ nhất là các anh chị sử dụng những cái vật mà nó có cái đầu tù nha, nó không có bén, nếu mà nó bén quá thì nó sẽ gây ra rách giấy.
Cái thứ hai nữa là nếu mà các anh chị mà không có cái đầu tù thì nó sừ 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 lên nó rất là xấu ha. Cho đó khi chúng ta bỏ vào cái này thì cái mặt này là cái mặt để chúng ta sẽ cấn một cái lằn giữa, thì do đó là chúng ta cái này là cái bì thư gấp vào ha, cái bì thư gấp vào thì chúng ta sẽ đưa ngửa cái bì thư này lên, chúng ta đưa vào ha, chúng ta đưa vào thế này nè đó, các bạn đưa sát và chúng ta chỉ cần đè xuống vậy thôi. Và chúng ta sau đó chúng ta sử dụng cái đầu tù nha. Ở đây mình sử dụng cái bút thử điện, nhưng mà ở đây nó có cái đầu tù rồi, nó không có sắc nhọn, nó bây giờ mình sẽ gạch một đường đây đó. Sau khi gạch một đường ra xong thì các anh chị sẽ thấy ở đây nó ở chính giữa chúng ta sẽ có một cái đường này, và sau khi chúng ta sẽ gấp lại ha, chúng ta khi mà chúng ta cắn á, thì chúng ta sẽ gấp lại rất là dễ nè ha. Đó các anh chị thấy không, gấp lại rất là dễ, và cái đầu gáy này nè nó sẽ không bị gãy ha, nó sẽ không bị gãy. Do đó là đối với mà số lượng bì thư ít thì các anh chị nên làm như vậy ha, cũng rất khá là đơn giản. Cái này các anh chị làm thoải mái luôn, các anh chị cắn với số lượng 500 thì các anh chị chỉ cần bỏ vô, các anh chị gạch một đường xuống là chúng ta đã có một cái đường lằn cắn rồi ha, chúng ta không cần phải đầu tư máy móc gì hết. Rồi các bạn thấy sao, cái này các bạn thấy là chỉ cần những cái đơn giản thôi mình đã có thể là tạo ra được một cái vật dụng để chúng ta cắn một cái lằn giữa cho thư mời, hoặc là các anh chị có thể chế ra những cái loại cắn khác nhau tùy theo kích thước, thì chúng ta cứ đo kích thước và chúng ta cắn thôi. Rất là đơn giản, chúng ta không cần phải mua máy móc gì tốn tiền. Chúng ta làm thì chúng ta làm thủ công thì chúng ta nên làm những cái gì chúng ta suy nghĩ ra, chúng ta làm sao cho nó giảm chi phí ha. Chúng ta không nên đầu tư máy móc nhiều nếu mà các anh chị làm ở số lượng ít. Rồi video chia sẻ của mình tới đây là kết thúc ha. Nếu các anh chị và các bạn cảm thấy thú vị ở video này thì các anh chị hãy cho mình một like. Và nếu các anh chị có cái ý kiến hay là bình luận gì thì các anh chị cứ để ở phía phần comment phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để kênh này càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn thật nhiều khách và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.